Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép và trực tiếp đặt hàng tất cả các sản phẩm tại cửa hàng của Phụ Kiện Audio, các bác và anh em chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trong video ngày hôm nay thì xin kính mời toàn thể tất cả các bác và anh em chúng ta cùng với Phụ Kiện Audio điểm danh hai mẫu sản phẩm dây tín hiệu âm thanh với chất âm đều cả 3 dải được yêu thích nhất tại cửa hàng của Phụ Kiện Audio. Rất là nhiều các bác và anh em đã mua sắm những cái sản phẩm này về sử dụng, trải nghiệm và cho lại những cái đánh giá rất là tích cực về những cái dòng dây này. Một dòng dây đến từ Mỹ là dây của Maxitox và một dòng dây đến từ Đức là của hãng Monitor. Trong hai mẫu dây này, nếu như mà các bác và anh em chúng ta yêu thích cái dải âm bát âm trầm, nó muốn cái dải âm bát âm trầm nó đánh lực hơn, sâu hơn thì các bác và anh em chúng ta nên chơi dây Monitor. Còn nếu như mà các bác và anh em cần một cái chất lượng âm thanh nó đều cả 3 dải, cái dàn loa của các bác và anh em hoạt động tốt rồi, các và anh em chúng ta cần một cái dòng dây để thể hiện tốt hơn cả ba cái dải âm đó thì chơi dây của Maxitox là rất là hợp lý các bác và em nhé. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em chúng ta cùng nhau điểm danh những cái mẫu dây này. Đầu tiên là về dây Maxitox. Dây Maxitox ở đây thì có khá là nhiều những cái phiên bản đầu rắc. Đầu tiên ở đây là một cái phiên bản đầu rắc Mỹ, như video trước em có giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em. Có duy nhất là 4 bộ dây thì đã có 2 bác mua về để trải nghiệm rồi. Ở đây hiện tại em còn duy nhất 2 bộ thôi, là phiên bản đầu rắc Mỹ này. Phiên bản đầu rắc Mỹ đây các bạn nhé. Phiên bản đầu rắc Mỹ là phiên bản duy nhất là có 4 bộ thôi, không có nhiều. Phiên bản đầu rắc Mỹ này rất là đẹp như này. Cái đầu rắc nó xịn sò, chất lượng như này. Các bác và anh em chơi. Đây là dây của Maxitox, một màu xanh lá cây đặc trưng luôn. Chiều mũi tên trên dây này, Maxitox In Connecting Couple Speaker Make in USA. Đây là một bộ dây là phiên bản đầu rắc Mỹ này. Còn ở dưới này là những cái phiên bản đầu rắc em có nhiều hàng để phục vụ tất cả các bác và anh em. Cái phiên bản đầu rắc này thì rất là nhiều. Một phiên bản đầu rắc carbon màu trắng này và một phiên bản đầu rắc carbon màu đen. Toàn bộ ở đây đều là rắc khóa gen hết các bạn nhé, rắc khóa gen thông minh. Khi sử dụng thì các bác và anh em chúng ta sẽ phải nới lỏng cái đầu rắc ra. Để nguyên như này thì không thể nào mà cắm được vào những cái thiết bị nhá. Đây, không thể nào ấn vào nó không vào này. Các bác và anh em chúng ta phải nới lỏng cái đầu rắc này ra. Đấy, nới lỏng cái đầu rắc này ra như này. Sau đó chúng ta mới cắm vào thiết bị. Đấy. Cắm vào thiết bị này rồi thì các bác và anh em sẽ siết chặt lại. Thì cái đầu rắc này nó sẽ ôm trọn vào thiết bị của các bác và anh em, nó không bị lỏng lẻo đầu rắc các bạn nhá. Tháo ra thì các bác và anh em chúng ta sẽ xoáy lỏng cái đầu rắc này ra, sau đó chúng ta mới rút ra khỏi thiết bị như này. Đó là về cách sử dụng cái đầu rắc khóa gen thông minh như này. Đấy, đầu rắc khóa gen thông minh, bọc carbon bên ngoài, phiên bản là carbon trắng và phiên bản carbon màu đen như này. Đấy, hai mẫu để các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo. Đấy, và đây là một cái phiên bản đầu rắc Mỹ rồi nhá, đầu rắc Mỹ này. Đấy, 3 phiên bản như này để các bác và anh em chúng ta lựa chọn những cái đầu rắc. Toàn bộ những cái đầu rắc ở đây thì chất lượng của nó rất là tốt, mà chỉ còn duy nhất là cái đầu rắc Mỹ này là cái phiên bản, một cái phiên bản đầu rắc rất là hiếm khi có các bạn nhá. Gần như là không có hàng. Đấy. Có duy nhất là 4 bộ thì em đã quay lên giới thiệu với các bác và anh em rồi. Hai bộ kia thì đã có 2 bác mua về trải nghiệm sản phẩm rồi. Còn duy nhất là 2 bộ ở đây để dành cho các bác và anh em, những ai mà chúng ta đang quan tâm về dây Maxitox này mà muốn một cái phiên bản đầu rắc nó chất lượng, nó độc lạ, nó hiếm thì chúng ta có thể là sưu tầm sử dụng với dàn âm thanh của mình, đó là về dây Maxitox. Còn bên này là những cái bộ dây của Monitor. Monitor thì dây bên ngoài là màu xanh nước biển nhạt như này. Đấy. Thì em cắt những cái sợi dây chặn này ra các bạn nhé. Đấy. Dây Monitor của Đức. Đấy. Đây là trên dây này. Dây Monitor đấy ạ. Đấy. Dây Monitor, lõi bên trong, lõi dàn bên trong là bằng đồng PC-OCC. Lõi dây bên trong là đồng PC-OCC các bạn nhé. Và dây cũng sẽ có chiều mũi tên như này. Tất cả những cái dòng dây tín hiệu âm thanh mà có chiều mũi tên thì các bác và anh em chúng ta nên sử dụng theo chiều mũi tên của dây. Ví dụ như là ở cuối mũi tên như này, đây là phần cuối mũi tên này, thì các bác và anh em chúng ta sẽ cắm vào đầu giải mã âm thanh chẳng hạn. Đây là cũng là cái đầu rắc khóa này, sử dụng chúng ta cũng phải là xoáy lỏng ra, sau đó chúng ta mới cắm vào thiết bị như này. Đấy, rồi siết chặt lại. Đó là về cuối mũi tên này. Còn đầu mũi tên đi ra thì các bác và anh em chúng ta sẽ cắm vào nguồn phát. Ví dụ như là các bác và anh em chúng ta truyền tín hiệu âm thanh từ đầu giải mã xuống âm ly thì đầu mũi tên đi ra, các bác và anh em chúng ta sẽ cắm vào chiếc âm ly kia. Đấy, còn cuối mũi tên chúng ta sẽ cắm vào đầu giải mã. Đây là dây Monitor này, kết cấu dây bên trong là nó đến 3 loại đồng khác nhau các bạn nhá. 3 loại đồng khác nhau. Còn về dây Maxitox thì là có sợi đồng và sợi đồng mạ bạc. Đấy. Còn về dây Monitor là dây chỉ có lõi đồng thôi, nhưng mà nó có đến là
3 loại đồng khác nhau. Đấy. Chất âm của hai dòng dây này thì đều cả 3 giải âm, bass trung chép lên rất là lung linh và hay. Riêng về monitor thì cái giải âm bass âm trầm của nó sẽ đánh sâu hơn và lực hơn các bác và em nhé. Ở đây thì em cũng có chuẩn bị những cái phôi dây như này để các bác và anh em chúng ta xem lại cái lõi dẫn bên trong. Đầu tiên là về dây monitor luôn các bác nhé. Dây monitor đây, vỏ dây bên ngoài màu xanh này và sẽ có một lớp giáp chống nhiễu bằng đồng như này. Hai lõi dẫn bên trong, một lõi màu trắng trong và một lõi màu đen như này. Và đây, kết cấu dây bên trong của monitor đây ạ. Nó sẽ có 3 loại đồng khác nhau. Đây, để em tách rời những cái này ra để các bác và anh em chúng ta xem kỹ hơn này. 3 loại đồng khác nhau. Đầu tiên là nó sẽ có một lớp đồng tơ này. Đấy, đồng tơ là đồng mịn cơ nhá. Đấy, hạt đồng mịn này. Sờ là rất là mịn luôn này. Và tiếp theo là những cái sợi đồng cứng. Đấy, sợi đồng cứng như này. Và ở giữa này là một cái sợi đồng trục, là cái sợi to nhất luôn các bạn nhá. Đấy, một cái sợi đồng to nhất nằm ở giữa này. Sau đó là những cái sợi đồng hạt đồng cứng này. Đấy, hạt đồng cứng này. Và ngoài cùng là lớp đồng tơ như này. Đấy, kết cấu dây đến 3 loại đồng. 3 loại đồng khác nhau. Rất là chất lượng như này. Thế nên là âm thanh của nó rất là trung thực, chi tiết, đều cả 3 giải âm. Đặc biệt là về dây monitor thì giải âm trầm, âm bass đánh cực kỳ sâu, lực và chắc các bác nhé. Tiếng bass nó không có đuôi, nó đánh rất là chắc tiếng. Đây là dây monitor này. Còn về dây Maxitox thì cấu tạo dây của nó sẽ gồm là lớp giáp chống nhiễu này, lớp giấy bạc này. Và bên trong có 4 lõi. 4 lõi như này thì trong mỗi một lõi như này thì nó sẽ gồm là hai sợi đồng. Nó sẽ gồm là hai sợi đồng nha. Đây, để em tách ra các bác và anh em xem kỹ hơn này. Nó sẽ gồm là hai sợi đồng nguyên chất như này. Đấy. Hai sợi đồng nguyên chất này và 5 sợi đồng mạ bạc các bác và em nhá. 5 sợi đồng mạ bạc ở bên trong mỗi một lõi. Kết cấu 4 lõi này, hai lõi đen, hai lõi đỏ, nó đều như thế hết. Nó sẽ gồm là hai sợi đồng nguyên chất và 5 sợi đồng mạ bạc. Đấy. Kết cấu dây của dây Maxitox. Mỗi một dòng dây thì nó lại có một cái kết cấu dây đặc biệt khác nhau, mà dây nào cũng rất là chất lượng để các bác và anh em chúng ta có thể là đầu tư phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Đấy, rất là xứng đáng với những cái lõi dẫn như này. Đấy, cái mức giá rất là hợp lý thôi để các bác và anh em chúng ta trải nghiệm sản phẩm. Đấy, dây Maxitox này, còn đây là dây monitor này, hai phiên bản. Cái lõi dẫn bên trong nó chất lượng như này cơ mà các bác và anh em. Đấy. Monitor thì bên trong nó là 3 loại đồng khác nhau, đồng tơ, đồng cứng và sợi đồng trục ở giữa. Maxitox thì là 2 sợi đồng nguyên chất và 5 sợi đồng mạ bạc. Mỗi một dòng dây nó lại có một cái kết cấu lõi dẫn khác nhau, không cái nào giống cái nào cả. Nhưng mà về tổng thể thì cả hai dòng dây này thì đều đem đến cái chất âm rất là trung thực, chi tiết, đều cả 3 giải âm, giúp các bác và anh em chúng ta có thể là phối ghép cho hệ thống dàn âm thanh của mình. Còn em sẽ thông báo lại mức giá của những cái dòng dây này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Và tất cả những cái mẫu mã sản phẩm dây này thì các bác và anh em chúng ta đều được sử dụng trải nghiệm thử trong vòng 7 ngày. Nếu như mà các bác và anh em chúng ta thấy nó phù hợp với dàn âm thanh của mình, các bác và anh em chúng ta giữ lại dùng. Còn nếu như mà cảm thấy không phù hợp, chưa phù hợp thì các bác và anh em chúng ta có thể là đổi trả sang những cái mẫu dây tín hiệu âm thanh khác để chúng ta trải nghiệm thêm, hoặc là yêu cầu trả hàng và hoàn tiền. Phụ kiện audio thì rất vui vẻ với những cái điều đấy. Quan trọng nhất là các bác và anh em chúng ta tìm mua được cho bộ dàn âm thanh của mình những cái sợi dây chất lượng là được. Còn về dây Maxitox như này thì một bộ dây như này có mức giá là 800.000 đồng các nhá. Dây AV RCA như này mức giá 800.000 đồng, phiên bản đầu jack Mỹ. Đấy, còn hai bộ duy nhất. Còn những cái phiên bản đầu jack carbon khóa gen như này thì còn rất là nhiều các nhá. Carbon đen này, carbon trắng thì vẫn rất là nhiều, đồng giá 800.000 đồng một bộ dây AV. Còn về dây monitor này thì nó đắt hơn một chút. Dây monitor mức giá là 1.100.000 đồng. Đấy, 1.100.000 đồng một bộ dây AV như này. Monitor của Đức, Maxitox thì của Mỹ. Đấy, monitor của Đức thì là 1.100.000 đồng một bộ dây AV như này. Toàn bộ thì có chiều dài là 1 mét hết các bác và em nhé. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn, phối ghép và đặt hàng những mẫu mã sản phẩm dây tín hiệu âm thanh này về để chúng ta trải nghiệm sử dụng thử với hệ thống dàn âm thanh của mình, các bác và anh em chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.